Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trên kênh YouTube thì có vừa đầu cũng có một bạn trên trên kênh YouTube là ấy là bình luận nói là hướng dẫn cho anh ấy cách để xử lý cái lỗi là giấy nó không nhận. Giấy nó không nhận trên máy Toshiba. Thì trên cái máy Toshiba là nó có những cái con mắt độc này. Chúng ta lưu ý thứ nhất là nếu như trường hợp không năng giấy lây nhé, thì 1 trong 2 con sensor này đã bị lỗi, hoặc là một cái con sensor phía sau lưng máy là tổng là 3 con. Thì con này là con những con cảm biến nhận giấy này. Còn cái trường hợp của cái anh mà nó mà bị giấy thì năng nhận lây nhưng mà lại báo không có giấy, thì anh nên kiểm tra lại giúp mình là cái nguồn có nghĩa là cái dây điện đây nè. Chúng ta sẽ cắm vào trong sườn máy, thì chúng ta sẽ mò theo cái sườn máy trong đó, rồi chúng ta nó là cái bo đó nó nằm phía sau, thì chúng ta sẽ lấy cái bo để thay thế đi, hoặc là xử lý nếu mà anh có quen biết với cái điện tử hồ điện tử thì đem ra cho họ kiểm tra cái bo mình bị cháy con nào, thì họ sẽ xử lý thay thế cho mình. Đó là bo. Còn giấy không nhận thì đối với những cái lỗi mà không nhận giấy á, thì những cái con sensor như thế này đó. Đó là những nguyên nhân sensor, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tháo và để xử lý, như là chỉ những cái con sensor để các bạn biết để xử lý. Cái dòng máy Toshiba thì khi mà chúng ta phô á, nó kẹt giấy á, nó mát giấy thường xuyên á, thì chúng ta nên kiểm tra lại tất cả motor. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra những cái motor như thế này. Đây. Đấy, bật. Để đâm nữa hả? Xước rồi đó, cái gì trong đó rồi? Ừ. Đó cái gì nó xước trong rồi. Ok. Nhá. Dạ, ok. Dạ dạ. Thì đây, chúng ta sẽ tiến hành dùng xăng vào rồi bãi ra, thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ và lau chùi sạch sẽ bánh xe đó thì sẽ không bị kẹt giấy nữa. Thì đó mình hướng dẫn luôn cho các bạn, mời các bạn theo dõi luôn nhé. Thì đây chúng ta sẽ tiến hành mở cửa rồi, thì nó mát giấy như thế này nè, thường xuyên bị lỗi mát giấy như thế này đó. Khi chúng ta in hay phô gì đó thì nó bị rút ra thế này và nó bị mát giấy đó. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn cách để tháo ra. Chúng ta sẽ rút cái cụm ra đó. Chúng ta sẽ tiến hành rút cái cụm ra để vệ sinh, thì chúng ta sẽ mở trước tiên 2 ngóc ngoài bay đó. Thì đây nó có 2 ngóc hai bay nè đó, có 2 ngóc hai bay, chúng ta mở hết ốc ra. Đó, sau khi mở ốc này chúng ta thấy cái cửa này, chúng ta sẽ đẩy nhẹ qua phía bên kia và chúng ta đục lái lên. Có chứ. Đó, tiến hành mở luôn con ốc bay này ra nè. Đó. Tiếng mở lái là hết rồi. Nó sẽ mở luôn ốc bay này rồi. Và rút dắt điện ra luôn. Đó, rút dắt điện, điện cắm vào trong đó. Trước khi đó chúng ta sẽ kéo khay giấy ra để rút ra, rút cầm giấy nhé, không phải để. Nếu chúng ta để cầm giấy mà kéo ra thì nó bị giữ lại chứ. Đó. Đó, thì chúng ta sẽ lái được cầm lấy giấy ra. Đó. Thì sau khi lái xong chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh thôi. Mình sẽ gán tạm lại để cho máy, sau đó mình sẽ đi vệ sinh. Đó, thì mình chỉnh sửa camera xí. Thì đây bọn thấy cái cụm lấy giấy này, trong cái cụm lấy giấy này nó có nhiều cái con mét độc đó, chúng ta phải kiểm tra từng con. Ví dụ như đó, ví dụ như nhận giấy ha, không nhận giấy thì cũng do mấy con mét độc này, khi nó giấy bỏ vào chúng ta đãi lên và nó đi ngon qua thì nó sẽ cảm biến là có giấy hay không này đó. Chúng ta sẽ kiểm tra kỹ những con độc giấy như thế này. Đó. Và kiểm tra luôn cái
motor quay đó. Thì nếu mà trường hợp mét giái liên tục thì cũng có nguy cơ là bụi bặm hoặc là bụi giái này nọ chúng ta phô lâu ngày thì nó bị dính vào cái, những cái motor như thế này thì nó chúng ta sẽ dùng dầu lửa hay bất cứ cái gì chúng ta có, chúng ta vệ sinh hết mấy cái trục đó cho mình đó. Đó. Vệ sinh hết mấy trục đây, mét giái liên tục cũng tại cửa, tại vị trí cửa ra nhé, thì chúng ta phải xử lý cái cụm lá giái đó thôi. Còn nếu mà nó qua cụm rồi thì nó khó, còn đây là nó mét ngay cụm đó, vệ sinh sạch sẽ, chui cha chui lau sạch sẽ hết cho mình cái motor đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành lan thử nhẹ hay nẹn nữa, nhẹ hay nhẹ nữa, nẹn hay nhẹ rồi không biết khi mà có rồi đó. Thì vệ sinh sạch sẽ hết đó, ta xịt bụi những con mắt độc đó. Đây mình sẽ chỉ cho bọn con mắt độc nhận giấy nâng khay giấy lên, và khi cái con mắt độc phía trong trong lưng sườn máy này, đây là con mắt độc con biến để nâng giấy lên, nếu mà con này hư thì nâng giấy nó sẽ không nâng lên nhé. Đó các bạn để ý phía trong này có một con mắt độc này nè, nhìn sót vào này đó, đây đó là con mát cảm biến để nâng giấy lên, nếu mà nó bị hỏng thì giấy sẽ không nâng lên được nhé, thì các bạn thay thế con đó thôi đó. Còn cái đây là dây điện dắt cắm bộ sườn máy, khi mà có giấy nâng giấy nhưng mà không nhận giấy thì chứng tỏ là bo, thì chúng ta sẽ dò theo cái nguồn điện sau lưng sườn máy, chúng ta sẽ tìm được cái bo và chúng ta thay thế thôi đó. Mình không mở được, mình hồi một lúc nào mình có việc rảnh mình sẽ mở cho các bạn xem đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái khay lá giấy, khi mà có bọn bị mòn su nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà nó chưa qua được cửa nhé, có nghĩa là nó sẽ mát trước khi ra cửa luôn. Thì chúng ta sẽ thoát hơi ngóc ở bên này, lấy cái miếng sắt rồi chúng ta thay hết con su dưới này, thay con su dưới và con su phía trong. Còn con su mà ra phía ngoài này nó ít khi mà bị mòn các bạn nhé, nên các bạn lấy cẩn thận đó. Thì đó là cách để hướng dẫn cho các bạn xử lý về những cái lỗi nhận giấy không nhận giấy hay là mát giấy liên tục, thì nó nằm ở trong cả cái cụm đá giấy và trong cái đường đi của những con sensor đó. Thì chúng ta là mình sẽ hướng dẫn cho cụ thể cho tất cả các bạn, thì các bạn cứ có cái lỗi nào thì sẽ xem và xử lý tại những cái lỗi đó, rất đơn giản không có gì phức tạp. Thì giấy thì nó chỉ ảnh hưởng đến những con sensor nó báo giấy hay không báo giấy hoặc là nhận giấy đó, thì tất cả đều là do sensor đó rồi. Thì các bạn cứ kiểm tra kỹ những con sensor đó. Thì các bạn nhớ like, subscribe một kênh, có gì cứ bình luận bên dưới mình sẽ hỗ trợ, lãnh thời gian mình sẽ làm video các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại clip sau nhé.